Cái tin chị Thanh bị điên truyền nhanh như gió, bay khắp bản. Người ta suốt ngày xì xăm bàn tán về chị. Người thì bảo chị bị ma nhập, người thì bảo chị bị ai đó nèm chài, bắt cành buồn lắm. Buổi tối, bác sang nhà tôi ngồi khóc. Cha tôi bảo, tốt nhất cho cháu nó đi bệnh viện khám, xem cụ thể thế nào. Bác Cành bảo, tôi cũng nghĩ thế, nhưng khổ nỗi, trong nhà tôi chẳng có nổi 100.000 đồng, thì đi viện làm sao được. Cha tôi đưa bác Cành ít tiền rồi dặn, ngày mai ông bố trí đưa cháu đi viện nhé, càng sớm càng tốt. Nhưng sáng hôm sau, bác Cành chưa kịp đưa chị Thanh đi viện, đã thấy chị vai vác cuốc lên nương sáo ngô, mặt tươi như hoa, miệng đon đả chào mọi người gặp trên đường. Chẳng thấy dấu hiệu nào của cơn điên hôm trước, bác Cành mừng ra mặt. Bác vội vã chạy sang nhà tôi khoe, cháu Thanh nhà tôi khỏi điên rồi, tôi gửi lại tiền ông đưa hôm trước. Nhưng thang ơi, niềm vui của bác ngắn chẳng tày gang. Chừng 2 tuần sau, chị lại lên cơn điên. Có điều lần này, chị không trèo chót vót lên cây đa đầu làng nữa. Chị nằm ngâm mình dưới suối, đầu gối lên tảng đá, làn tóc mây mềm mượt chảy dài theo suối. Điều kỳ lạ là trời mùa đông, vùng núi cao rét cắt da cắt thịt như thế, mà chị cứ khỏa thân ngâm mình dưới nước. Chị nằm ngửa, mắt lim dim nhìn mây, chị không thấy rét. Nằm chán, chị lại vùng dậy đi dọc bờ suối. Chị mò cua bắt ốc vồ ếch nhái, bắt được con gì chị bỏ ngay vào miệng nhai rau ráu. Có lần chị vồ được con vịt của nhà hàng xóm, con vịt hoảng sợ vùng vẫy kêu hoàng hoạt. Chị nhét luôn cái đầu vịt vào miệng cắn, con vịt giãy đành đạch, tiết vịt trong miệng chị trào ra. Vài phút sau con vịt chết, chị dùng tay xé con vịt ra thành từng mảnh nhai ngấu nghiến. Chị nhai cả lông, rồi chị lại chạy ra bờ suối ngâm mình dưới làn nước lạnh buốt. Vài hôm sau chị lại tỉnh, nhưng từ bấy chẳng chàng trai nào dám mò đến nhà chị tán tỉnh nữa. Người ta tránh xa chị như tránh hủi. Có lần đám trẻ chúng tôi đang tắm cho đàn trâu dưới suối, nhát trông thấy bóng chị ôm chậu quần áo xuống suối giặt giũ, cả bọn bỏ cả trâu chạy tán loạn. Thấy thế chị Thanh gọi với theo, đừng sợ các em, chị bình thường rồi, hết điên rồi. Chị Thanh chỉ hết điên được chừng 2 tuần rồi lại nổi cơn điên. Sau này bác Cành phát hiện ra một điều, cứ bắt đầu ngày rằm và ngày mồng 1 âm lịch hàng tháng là chị lại hóa điên. Điên vài ngày lại tỉnh. Sợ chị cứ ra lang thang bờ suối chết đuối có ngày, bác Cành mua một cái xích, xích chân chị lại rồi nhốt chặt trong buồng. Chẳng biết có phải chị Thanh biết buồng hay không mà chị cứ ý ý hát suốt ngày đêm. Tiếng hát buồn nẫu ruột nẫu gan, nghe vừa xót xa vừa ai oán. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng hát ấy như vọng từ cõi âm ti, nghe sợn hết cả da gà. Và rồi vào một buổi sớm mồng 1 âm lịch, tiếng hát ấy mãi tắt lịm. Những người lên nương sớm phát hiện chị thắt cổ chết trên cành đa, la đà sương khói. Trên người chị không một mảnh vải che thân, làn tóc mây dài tới gót chân chị bời bời bay trong gió. Sau cái chết của chị Thanh không bao lâu, bản tôi lại chứng kiến sự điên loạn của anh Khánh, em trai chị Thanh. Anh xuất thân là bộ đội nhập ngũ, cao to, trắng trẻo, đẹp trai, tóc xoăn, trông lãng tử hào hoa như diễn viên điện ảnh. Anh là thần tượng của lũ trẻ bản chúng tôi. Mỗi lần về phép thăm gia đình, anh tranh thủ lên nương trồng bắp. Anh diện áo lót trắng, quần đùi xanh, cơ bắp cuồn cuộn. Đi nghĩa vụ quân sự 3 năm, anh Khánh được cấp trên giữ lại làm quân nhân chuyên nghiệp. Cả bản đến chúc mừng bác Cành, cả bản vui lây, tự hào lây với niềm vui của bác. Với cái bản người tài nghèo, heo hút, trở thành người nhà nước là ước mơ, là con đường duy nhất để thoát khổ, thoát nghèo. Nhưng niềm vui ấy đến với bác Cành bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ. Bữa nọ, chúng tôi bắt gặp anh Khánh ở bản. Nhưng lần này, người anh gầy sát ve, mặt thất thần, mắt dờ dại, tóc rối bời. Gặp ai trên đường, anh cũng mắt la mày lét bảo, bản mình mới có hổ về, mọi người cẩn thận nhé. Đừng có ra đường ban đêm, đừng có đi một mình, kẻo hổ vồ đấy. Nhìn cái mặt dài dại của anh, nhìn đôi mắt đầy sợ hãi của anh, ai cũng biết anh bị hoang tưởng. Nhưng rồi lần nào gặp, cũng thấy anh Khánh cảnh báo hổ về, lại thấy anh hì hụi đặt bẫy hổ dưới chân nhà sàn. Bỗng dưng mọi người thấy sợ sợ, gân gẫn, chưa biết chừng hổ về thật. Bố tôi gắt, thời này rừng phá trơ trụi, con chim con sóc còn chẳng có đất sống, lấy đâu ra hổ. Thằng Khánh bị điên thật rồi, khổ thân ông Cành quá. Họa vô đơn chí, nỗi khổ niềm đau về anh Khánh bị điên chưa nguôi. Anh Trọng,
con trai lớn của bác Cành, bỗng kêu mắt trái bị mờ. Thoạt đầu, nhìn như có màn sương che lấp, sau kéo thành một lớp màng trắng đục, khiến mắt trái anh không nhìn thấy gì nữa. Một thời gian sau, mắt trái bác Cành cũng bị y chang như vậy. Sợ quá, bác lên rừng hái thuốc về xong mắt. Lớp màng trắng đục bỗng chuyển sang màu đỏ lồm, trông như cục máu, rất sợ. Cha tôi đến thăm, thấy gầm nhà sàn nhà bác, nước đái, phân trâu, phân bò bốc mùi nồng nặc. Nghĩ là do mất vệ sinh mới dẫn đến bệnh đau mắt, nên cha tôi huy động mọi người đến làm tổng vệ sinh giúp bác. Nhưng cũng chẳng ăn thua, một thời gian sau, mắt phải của bác Cành và anh Khánh lại bị mờ mờ như màn sương che lấp, nguy cơ mù cả hai mắt. Một hôm, cha tôi phát hiện ra ngôi nhà sàn của bác bỗng dưng nghiêng hẳn về bên trái, hướng về phía ngôi miếu cổ bị phá. Trai tráng trong bản, mỗi người một tay xúm lại tôn nền chống nghiêng cho ngôi nhà của bác. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ một thời gian sau, ngôi nhà lại bị nghiêng vẹo. Cha tôi bảo bác Cành chắc chắn nhà ông vướng gì đó về tâm linh, để tôi mời bố tôi đến cúng cho nhà ông xem sao. Ông nội tôi vốn là thầy mo nổi tiếng khắp vùng, đến nhà bác Cành thành tâm bày biện lễ vật hương hoa cúng kiến cho bác. Nhưng bệnh tình của anh Khánh, anh Trọng và của bác vẫn ngày một nặng hơn, ngôi nhà sàn ngày càng nghiêng vẹo. Ông nội tôi thở dài bảo nhà này phạm điều gì đó ghê gớm lắm với thần linh, nên mới bị quở phạt đỏ đầy như vậy. Thương bác Cành, cha tôi điện thoại kể hết sự tình với anh trai tôi công tác trên tỉnh. Biết anh có nhiều mối quan hệ với các nhà ngoại cảm, phong thủy, tâm linh, cha tôi nhờ anh giúp. Thế là vào một buổi sáng chủ nhật, anh tôi đón một nhà phong thủy nổi tiếng từ Hà Nội lên. Đi một vòng quanh ngôi nhà sàn của bác Cành, nhà phong thủy bảo bên trái ngôi nhà này, dưới gốc đa kia, trước đây có một ngôi miếu cổ. Thần linh ở đây thiêng lắm, bao đời nay độ trì cho bà con trong bản. Nay gia chủ dựng nhà xí, chuồng lợn ngay cạnh nền đất thiêng, phạm thượng tới thần linh nên ngài quở phạt. Bảo gia chủ dẹp bỏ nhà xí, chuồng lợn, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, làm lễ tạ thần linh, mọi thứ sẽ ổn. Nhà phong thủy dặn anh tôi, anh là người có tâm, lại có điều kiện kinh tế, anh nên phát tâm dựng lại ngôi miếu thờ. Trước là tạo phúc cho anh, cho gia đình anh, sau là tốt cho dân bản. Nghe nhà phong thủy nói vậy, mấy anh em chúng tôi đi vào góc vườn nhà bác Cành, giáp với nền miếu cổ dưới gốc đa cổ thụ. Cỏ cây khu này rậm rạp, cây cối um tùm. Chúng tôi tá hỏa khi nhìn thấy nhà xí. Chao ôi, bẩn thỉu hôi thối kinh khủng. Sù nhặn bay ào ào như đàn ông vỡ tổ. Chuồng lợn đầy ngập phân, bốc mùi nồng nặc. Ngay ngày hôm đó, nhà xí đã được dẹp bỏ, chuồng lợn liền kề đó cũng được dỡ đi. Cả khu vườn được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, đích thân nhà phong thủy nổi tiếng làm lễ. Và kỳ lạ thay, một tuần sau, anh Khánh bỗng dưng hết điên. Anh Trọng buổi trưa nọ đi xuống chợ thị trấn, thấy đám đông đứng vòng quanh xem đoàn sơn lâm mãi võ biểu diễn các tiết mục xiếc ảo thuật. Anh cũng chen vào, nghển mặt ngó nghiêng, chợt phát hiện ra mắt anh kéo màn đỏ lồm như cục tiết. Một người trong đoàn sơn lâm mãi võ đã kéo anh lên sân khấu, hùng hồn tuyên bố: bà con xem đây, tôi sẽ chữa khỏi mắt cho anh này. Nói đoạn, vị này bảo anh Trọng ngồi xuống chiếc ghế tựa, ngửa cổ ra thành ghế, nhỏ một thứ dung dịch vào mắt anh. Vài phút sau, anh Trọng đứng dậy, mắt chớp chớp nhìn mọi người. Anh bỗng òa khóc nức nở, rồi quỳ sụp xuống, lạy chàng sơn lâm mãi võ như tế sao, trong tiếng vỗ tay dậy núi đồi của bà con dân bản. Cũng bằng pháp thuật tài tình ấy, đoàn sơn lâm mãi võ kéo về tận bản tày cho ông Von trên núi cao, cứu mắt còn lại cho bác Cành. Anh trai tôi nghe theo lời khuyên của thầy phong thủy đã đứng ra tổ chức xây dựng lại miếu thờ trên đúng nền cũ. Ngày khánh thành miếu thờ trở thành ngày hội của cả bản, rượu gà lợn xôi, bà con dân cúng kình kình, các thầy mo nổi tiếng khắp vùng được mời đến làm lễ. Bác Cành đứng dậy phát biểu, bác vừa nói vừa khóc: thưa bà con, trước đây tôi vì màn vô minh che lấp, không tin vào nhân quả, không tin vào tâm linh, nên gia đình tôi phải trả giá. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao con gái tôi lại cứ phát điên vào ngày rằm và mồng một. Tiếng hát của con gái tôi lại đầy ai oán xót xa, nghe âm mưu như từ cõi xa thẳm nào đó vọng về. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao tôi và con trai tôi bỗng dưng bị màn mắt che phủ, không thuốc nào chữa được. Chỉ khi dỡ bỏ nhà vệ sinh làm lễ tạ lỗi, cha con tôi mới khỏi. Hôm nay tôi bỗng ngộ ra một điều: mọi sự việc trong cuộc sống này đều có mối liên hệ vô hình với nhau. Vì thế, chúng ta cần phải biết tôn trọng, yêu thương mọi sự
mọi vật trong cuộc sống này như chính bản thân mình.